Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ ba, ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Lâm Đồng đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đà Lạt chỉ số ô nhiễm nguồn nước có dấu hiệu gia tăng. Cát Tiên nỗ lực huy động học sinh ra lớp. WWF quan ngại về tình trạng động vật hoang dã trên thế giới. Hiệu quả từ mô hình công tác phòng chống tảo hôn ở Kon Tum. Nông dân Đà Lạt khó khăn đối phó với dịch bệnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều hôm qua 29 tháng 10, ông Phan Văn Đà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có buổi tiếp xã giao bà Indira Lopez Aguirre, Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại thành phố Hồ Chí Minh. Cùng dự có các ông bà lãnh đạo các sở ban ngành tại địa phương. Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Văn Đà đã gửi lời cảm ơn và bày tỏ sự vui mừng lần đầu tiên được đón tiếp Tổng lãnh sự quán Cuba tại thành phố Hồ Chí Minh đến thăm Lâm Đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giới thiệu với bà Indira Lopez Aguirre khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, những thế mạnh của Lâm Đồng trên tất cả các lĩnh vực, và bày tỏ mong muốn Tổng lãnh sự quán Cuba tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là cầu nối góp phần mở ra cơ hội hợp tác giữa hai địa phương trong tương lai. Bà India Lopez Aguilar đã cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đối với đoàn công tác, đồng thời cho rằng kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1960 đến nay, quan hệ đoàn kết hợp tác toàn diện anh em Việt Nam-Cuba không ngừng được củng cố phát triển. Hai quốc gia duy trì quan hệ hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương. Trên lĩnh vực kinh tế, trao đổi thương mại đạt khoảng 200 triệu đô la Mỹ một năm, chủ yếu là dầu khí, nông nghiệp, đầu tư hạ tầng du lịch, xây dựng sản xuất hàng tiêu dùng. Phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp đó, bà India Lopez Aguirre hy vọng sẽ ngày càng thắt chặt và củng cố mối quan hệ giữa hai dân tộc. Trong đó có nhân dân thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, cùng nhau xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, ngày càng phát triển. Sáng ngày 30 tháng 10 tại thành phố Đà Lạt, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị về phát triển ngành nghề nông thôn với sự tham gia của đại diện Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và hơn 120 đại biểu đến từ 32 tỉnh khu vực phía Nam. Hội nghị đã dành thời gian giới thiệu các nội dung Nghị định số 52 ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về quy định các chính sách liên quan đến phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn, bao gồm 5 chương 14 điều. Trong đó có quy định cụ thể về việc công nhận nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống, quản lý và phát triển và một số văn bản hướng dẫn thực hiện nghị định trên. Tại hội nghị, các đơn vị trình bày tham luận về những lĩnh vực liên quan đến ngành nghề nông thôn. Trong đó, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đi sâu vào phân tích các vấn đề về môi trường trong các làng nghề Việt Nam. Qua đó cho thấy, các chất thải ở các làng nghề nông thôn tuy không lớn, nhưng phân tán khó tập trung để xử lý, ảnh hưởng đến dân cư và đời sống nông thôn. Đáng kể như ảnh hưởng của khí thải, chất thải, tiếng ồn, v.v. Việc xử lý các ô nhiễm này còn gặp khó khăn do công nghệ lạc hậu, hạn chế về tài chính và vướng mắc trong các chính sách quản lý môi trường. Tại Lâm Đồng có nhiều làng nghề được khôi phục đem lại hiệu quả kinh tế. Hiện toàn tỉnh có 5 nhóm nghề, 76 nghề truyền thống và 30 làng nghề. Trong đó các làng nghề trồng hoa cho thu nhập cao khoảng hơn 20 triệu đồng một hộ một tháng, trồng dâu đạt khoảng 10 triệu đồng một tháng. Ngoài ra còn có các nghề rượu cần thổ cẩm. Trong thời gian qua, Lâm Đồng đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nghề nông thôn và giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Hội nghị về phát triển ngành nghề nông thôn là dịp để các tỉnh thành phía Nam có cơ hội nắm bắt các chủ trương chính sách mới, đồng thời giao lưu học hỏi kinh nghiệm, trao đổi thông tin, mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực này. Cần nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường để bảo vệ sức khỏe của bản thân và các thế hệ tương lai. Đảm bảo tỷ lệ học sinh ra lớp chính là yếu tố quyết định đến chất lượng, kết quả trong giáo dục ở các cấp học tại các địa phương trong tỉnh hiện nay là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Lâm Đồng đang đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao nên nhu cầu lao động đã qua đào tạo rất lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động nông thôn đã qua đào tạo mới đạt trên 16%.
Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện nay tổng số lao động nông thôn trên địa bàn dao động từ 650.000 đến 750.000 người. Tổng số lao động nông thôn được đào tạo nghề theo chính sách của đề án 1956 là hơn 22.000 người. Số người có việc làm sau đào tạo đạt 97%. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã mang lại những chuyển biến tích cực, có phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề nông thôn. Lao động tham gia học nghề có ý thức cao hơn, có phần nâng cao tay nghề trong sản xuất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh phát triển kinh tế xã hội. Những nghề tổ chức đào tạo chủ yếu nhằm phục vụ sản xuất tại gia đình người học như trồng và chăm sóc cà phê, trồng rau nuôi tầm, kỹ thuật chăn nuôi bò cái, lợn thịt. Tuy nhiên, so với nhu cầu, tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo nghề còn khá khiêm tốn, mới đạt trên 16%. Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Lâm Đồng đã có chính sách và đang tập trung đẩy mạnh đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động, tăng cường liên kết các đơn vị đào tạo với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác để có được nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng các lớp đào tạo, đặc biệt là quan tâm hơn tới các đối tượng thuộc diện ưu đãi, hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số và người có đất nông nghiệp bị thu hồi. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng cho biết đến nay 11 trên 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành việc trồng cây phân tán năm 2018 với gần 50.000 cây đạt gần 97% kế hoạch. Riêng thành phố Đà Lạt đạt 91%, các địa phương còn lại đạt từ 85 đến 90%. Tuy nhiên, việc trồng rừng tập trung theo các chương trình dự án và trồng rừng chính sách hơn 3.170 ha, hiện mới trồng trên 1.240 ha đạt hơn 40% kế hoạch. Giống cây trồng chủ yếu là thông ba lá, sao, muồng, mắc ca. Địa bàn có diện tích trồng rừng lớn trên lâm phần các huyện Đam Rông, Bảo Lâm, Di Linh, Lạc Dương, Lâm Hà và Đà Lạt. Song song với trồng rừng, các đơn vị chủ rừng đã triển khai đồng bộ công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng. Vì vậy, các diện tích rừng được trồng mới phát triển tốt. Đồng thời, nhân dân trên địa bàn đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong quản lý bảo vệ rừng do mình nhận chăm sóc và quản lý. Thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng cho biết hiện 90% sản lượng cà chua Lâm Đồng tiêu thụ trong nước không thông qua chế biến nên chưa nâng cao được giá trị của loại nông sản thế mạnh này. Hiện nay, Lâm Đồng có hơn 13.500 hectare diện tích canh tác rau họ cà, tập trung chủ yếu ở các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, với sản lượng gần 550 tấn. Sản phẩm cà chua được tiêu thụ chủ yếu ở thị trường trong nước chiếm đến 90% thông qua hệ thống các siêu thị, chợ đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh lân cận. Chỉ khoảng 10% được chế biến xuất khẩu đến thị trường các nước Đông Nam Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Trong lúc đó, hầu như sản phẩm cà chua chủ yếu xuất bán tươi. Việc kêu gọi đầu tư một nhà máy chế biến cà chua vào các địa bàn sản xuất trọng điểm tại Lâm Đồng trong thời gian qua, tuy đã xúc tiến nhưng chưa có kết quả. Vì vậy, chưa nâng cao được giá trị loại nông sản thế mạnh này của địa phương. Chuyển sang thông tin khác, theo số liệu của ngành chuyên môn khoảng 5 năm trở lại đây, nguồn nước bề mặt tại một số điểm đầu các nguồn nước đổ vào các hồ Đan Kia, hồ Xuân Hương, hồ Tuyền Lâm thuộc địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương có dấu hiệu gia tăng các chỉ số ô nhiễm vào cả hai mùa mưa và nắng. Trong đó, các thông số về sự gia tăng của amoni, nitrit và coliform vượt quy chuẩn Việt Nam khá cao. Trong đó, hồ Xuân Hương có chỉ số ô nhiễm nặng với khoảng 50% thông số, có 100% mẫu quan trắc vượt quy chuẩn từ 80 đến 100%. Nguyên nhân ô nhiễm của các hồ nói chung là do các chất thải sinh hoạt, chăn nuôi, phân hủy hữu cơ và chuyển hóa nitơ từ các hoạt động nông nghiệp, khu dân cư, đầu nguồn nước. Đặc biệt là các hoạt động sản xuất nông nghiệp phát triển ồ ạt. Cơ bản, các chất ô nhiễm nói trên với mật độ thấp sẽ ít ảnh hưởng tới sức khỏe. Tuy nhiên, khi vượt quy chuẩn nhiều lần, các chất này sẽ có khả năng chuyển hóa thành các chất gây ra các bệnh nguy hiểm cho con người. Thực trạng này một lần nữa cảnh báo cộng đồng dân cư cần nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường, chính là bảo vệ sức khỏe của bản thân và các thế hệ tương lai. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của ngành giáo dục huyện Cát Tiên là huy động học sinh ra lớp. Nhờ chú trọng công tác tuyên truyền của chính quyền cấp ủy các cấp, nên tỷ lệ này ở địa phương luôn đạt trên 99%. Riêng bậc tiểu học đạt 100%, nhất là đối với các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Hoàn cảnh khó khăn, luôn nghỉ học để ở nhà phụ việc gia đình.
nhưng nhờ sự giúp đỡ vận động của gia đình, chính quyền, nhà trường, hơn hết là giáo viên chủ nhiệm, nên em Lưu Văn Hưng, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên đã đi học lại. Em Hưng cũng là một trong số hơn 4 học sinh của trường được nhà trường vận động ra lớp sau thời gian nghỉ học. Nhờ sự nói của các bạn bè, rồi em quyết định đi học ạ. Thầy cô cũng động viên em là đi học để sau này thì có bằng thì đi làm học nghề rồi đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Địa bàn ở Quảng Ngãi thì đa số một bộ phận là gia đình là đi làm ăn xa. Gia đình làm ăn xa thường hay để lại con cái là ở với ông bà. Cho nên là cái sự việc mà quán xuyến đến con em đó là rất khó khăn. Cho nên là trên máng học tập nọ kia là rất là khó. Trên cái cơ sở đó mà nhà trường là xây dựng một cái kế hoạch cụ thể giữa nhà trường, gia đình và địa phương phải phối hợp chặt chẽ, là thường xuyên bám sát ngay học sinh, nắm bắt được cái em mà nó có ý muốn bỏ học thì mình phải vận động ngay trước khi mà các em có ý tưởng đó. Toàn huyện Cát Tiên hiện có 37 trường học ở các cấp với 342 lớp, tổng số học sinh là 7.855 em, trong đó học sinh đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 25%. Nếu như những năm trước đây, tỷ lệ học sinh ra lớp chỉ đạt 97%. Trong năm học 2017-2018 và trong năm học này, tỷ lệ này đã đạt 99,6%. Để có được những kết quả nêu trên chính là nhờ nỗ lực của cán bộ giáo viên, nhất là công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình và chính quyền địa phương. Đối với các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thì để các em đến trường, đội ngũ thầy cô giáo, nhất là giáo viên chủ nhiệm, đã đi đến từng nhà vận động các em đến trường. Sau cái dịp nghỉ hè thì nhà trường cùng với lại một số các thầy cô thì thường hay là có cái sự phối hợp với lại ủy ban dân xã cũng như là các cái đồng chí mà tổ trưởng tổ dân phố của xã thì là cứ huy động các em mà những em mà thường hay gặp những hoàn cảnh mà khó khăn đó, thì vận động các em đó là ra lớp. Thì thực ra là trong nhiều năm qua thì cái việc mà vận động các em ra lớp thì hoàn toàn ở cái mức là tương đối. Quan trọng là cái từ bạn bè, từ thầy cô chủ nhiệm. Thì ví dụ khi các em có ý định bỏ học thì chủ nhiệm nè, rồi nhà trường chẳng hạn như là bên hội phụ huynh nè, rồi bên ban giám hiệu, tổ tư vấn còn có cái động thái là mình còn hỗ trợ. Có cái chính sách gì thì ưu tiên cho các em. Cùng với sự nỗ lực của các trường học, những năm qua, để giảm thiểu tỷ lệ học sinh bỏ học, ngành giáo dục huyện Cát Tiên đã dành nhiều chính sách hỗ trợ về đồ dùng học tập, trao tặng xe đạp, trợ cấp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến lớp, nhất là các em đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm học gần đây thì ngành giáo dục Cát Tiên thì làm khá tốt cái công tác huy động học sinh ra lớp, đảm bảo cái tỷ lệ là từ 99% trở lên. Đối với bậc trung học cơ sở, còn tiểu học thì gần như đảm bảo 100%. Chỉ có bậc học mầm non thì 5 tuổi là huy động là 100% trẻ 5 tuổi sang lớp. 4 tuổi thì khoảng trên 85%. Cái này thì phải có các ban ngành đoàn thể của xã, thị trấn, của thôn phải vào cuộc. Bởi khi mà thấy có hiện tượng mà một học sinh nào đó mà có tư tưởng bỏ học thì phải phối hợp với các cái ban ngành đoàn thể của địa phương để có cái phối hợp vận động cho nó phù hợp. Đảm bảo tỷ lệ học sinh ra lớp chính là yếu tố quyết định đến chất lượng, kết quả trong giáo dục ở các cấp học tại các địa phương trong tỉnh hiện nay. Xây dựng môi trường thân thiện và tích cực đang được ngành giáo dục triển khai thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực trong việc huy động học sinh ra lớp của các đơn vị trường học ở huyện Cát Tiên nói riêng, tỉnh Lâm Đồng nói chung, thì để thực hiện tốt hơn nữa công tác này, các bậc phụ huynh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm về thái độ học tập đối với con em mình. Một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ tiếp tục chương trình thời sự tối nay. Ngày 30 tháng 10, tại huyện Bảo Lâm, Ban liên lạc đoàn B90-C200 đã tổ chức họp mặt kỷ niệm truyền thống 58 năm Ngày đường Hồ Chí Minh Nam Tây Nguyên, đoạn Nam Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, 30 tháng 10 năm 1960, 30 tháng 10 năm 2018. Tại buổi họp mặt, Ban liên lạc đoàn B90-C200 đã ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của các đơn vị mở đường trên cung đường huyền thoại Hồ Chí Minh nối liền Nam Bắc. Đây là tuyến vận tải chiến lược từ Bắc vào Nam, góp phần phát huy sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc đối với tiền tuyến miền Nam. Huyện Bảo Lâm là nơi
nối thông tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Nam Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. Kỷ niệm 58 năm đường Hồ Chí Minh nối liền Bắc Nam có ý nghĩa sâu sắc nhằm tôn vinh khẳng định công lao to lớn của các cán bộ chiến sĩ và nhân dân các tỉnh Nam Tây Nguyên, Đông Nam Bộ để các thế hệ trẻ hôm nay tự hào về truyền thống vẻ vang đó mà học tập rèn luyện để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau một ngày diễn ra liên hoan dân ca và nhạc cổ truyền lần thứ nhất năm 2018 do Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng tổ chức đã bế mạc vào chiều hôm qua 29 tháng 10. Theo đánh giá của ban tổ chức, mặc dù đây là lần đầu tiên Nhà Văn hóa Lao động tỉnh tổ chức liên hoan dân ca và nhạc cổ truyền, nhưng đã thu hút đông đảo các câu lạc bộ, nghệ nhân, diễn viên tham gia. Các đội tham gia liên hoan đều đã có sự đầu tư về nội dung và trang phục trình diễn, nên đã đem đến cho liên hoan nhiều mảng màu nghệ thuật biểu diễn khác nhau, để lại dấu ấn tốt đẹp cho những người tham gia liên hoan. Kết thúc, ban tổ chức đã trao 35 giải ở các hạng mục, trong đó giải nhất thuộc về câu lạc bộ dân ca và nhạc cổ truyền thành phố Đà Lạt, giải nhì thuộc về câu lạc bộ chèo Tân Hà, huyện Lâm Hà và giải ba thuộc về câu lạc bộ sông Hà, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao cho các câu lạc bộ đạt giải ở các hạng mục A gồm 7 câu lạc bộ, hạng mục B 7 câu lạc bộ, hạng mục C 10 câu lạc bộ và 8 giải khuyến khích. Thông qua liên hoan nhằm để tạo điều kiện cho các câu lạc bộ, các nghệ nhân, diễn viên trên địa bàn tỉnh được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm hoạt động và kỹ năng diễn xướng. Đồng thời là dịp để biểu dương, ghi nhận và tôn vinh những người có công gìn giữ, trao quyền vốn di sản quý báu nhằm đẩy mạnh phong trào hát dân ca trên địa bàn tỉnh ngày một phát triển. Sáng ngày 30 tháng 10, Hội sinh viên Trường học Dạch Sen Đà Lạt đã tổ chức đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2018-2020. Hội sinh viên Trường học Dạch Sen Đà Lạt có 6 liên chi hội của các khoa và trên 1.500 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, Hội sinh viên Trường học Dạch Sen Đà Lạt đã triển khai được nhiều phong trào cho sinh viên tham gia như phong trào nghiên cứu khoa học, hành trình tình nguyện, kết nối yêu thương ở các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh, chiến dịch bảo vệ môi trường, giờ trái đất, chiến dịch tình nguyện hè, hiến máu nhân đạo, v.v. Qua đó tạo môi trường tốt cho sinh viên rèn luyện, phấn đấu, đạt danh hiệu sinh viên năm tốt và tập thể sinh viên năm tốt. Trong đó đã trao tặng 90 gương sinh viên năm tốt cấp trường và cấp liên chi hội. 3 sinh viên được tặng giải thưởng sao tháng giêng của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam. Với những hoạt động thiết thực, Hội sinh viên Trường Đại học Dạch Sen Đà Lạt đã vinh dự nhận được nhiều giấy khen của các cấp, các ngành trao tặng. Trong thời gian tới, Hội sinh viên Trường Đại học Dạch Sen Đà Lạt tiếp tục nêu cao khẩu hiệu sinh viên Trường Đại học Dạch Sen Đà Lạt bản lĩnh sáng tạo, tình nguyện và hội nhập. Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội sinh viên Trường Đại học Dạch Sen Đà Lạt gồm 15 thành viên, trong đó anh Phan Xuân Tấn được bầu làm Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Dạch Sen Đà Lạt khóa 5, nhiệm kỳ 2018-2020. Thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự, ngày 29 tháng 10, Công an thành phố Đà Lạt đã dựng lại hiện trường vụ giả danh tu hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản do hai đối tượng là Nguyễn Văn Dước sinh năm 1978 và Nguyễn Hoài Nam sinh năm 1991, đều trú tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang thực hiện. Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10 năm 2018, do thường xuyên đến tiệm cắt tóc Khoa Anh trên đường Nguyễn Công Trứ, phường 8, thành phố Đà Lạt, và biết được vợ của anh Khoa đang mang thai. Nam và Dứt cùng một người phụ nữ tên Thu, chưa rõ lai lịch, đã lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của vợ chồng anh Khoa, bằng cách bịa ra việc vợ anh Khoa đang bị vong hồn theo và muốn hai mẹ con được bình an thì phải làm lễ giải hạn. Trong lúc làm lễ, các đối tượng đã dùng tiền âm phủ trao lấy số tiền 199 triệu đồng của vợ chồng anh Khoa đã được gói lại để đặt trên lễ cúng tượng trưng và 30 triệu tiền mặt. Tổng cộng, Dứt và Nam đã lừa vợ chồng anh Khoa 229 triệu đồng. Đến ngày 22 tháng 10, anh Khoa lấy tiền ra thì phát hiện đó là tiền âm phủ nên trình báo Công an thành phố Đà Lạt. Tiến hành điều tra xác minh, cơ quan công an đã bắt được Nam và Dứt khi đang lẩn trốn tại Tiền Giang. Hiện vụ án và hai bị can đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Công an thành phố Đà Lạt thông báo ai là nạn nhân của các đối tượng trên liên hệ với Công an thành phố Đà Lạt để phối hợp giải quyết. Phần tin trong nước và quốc tế. Xóa nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn là mong muốn của cấp ủy chính quyền địa phương.
biến đổi khí hậu hay sự biến mất của những cánh rừng nguyên sinh khiến nhiều loài động vật hoang dã đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng cao. Để đảm bảo phát triển thủy sản biển đúng định hướng nghị quyết Trung ương Đảng khóa 12, kỳ họp thứ 8 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương ven biển chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân doanh nghiệp tổ chức sản xuất, phát triển nuôi trồng thủy sản biển. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương ven biển tiếp tục rà soát sản xuất các vùng nuôi gần bờ, cải tiến công nghệ nuôi và công nghệ sản xuất lồng để thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, chuyển dần sang sử dụng thức ăn công nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn lao động, an toàn sinh học, sức tải môi trường ở vùng gần bờ, ven đảo. Ưu tiên phát triển mạnh công nghiệp nuôi biển vùng xa bờ, hình thành ngành sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, bền vững, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng cao, có thương hiệu, cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Giai đoạn 2019-2020, Bộ cũng đề nghị các địa phương xem xét triển khai cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích, hỗ trợ các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn tham gia vào chuỗi giá trị nuôi biển phù hợp với quy định của nhà nước và tình hình cụ thể của địa phương. Từ năm 2020 trở đi, phát triển mạnh nuôi biển công nghiệp xa bờ với các doanh nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Theo Tổng cục Du lịch, từ đầu năm đến nay đã có hơn 12,8 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, các thị trường khách trọng điểm đến Việt Nam đều tăng trưởng mạnh, tiêu biểu là Hàn Quốc tăng 48,3%, Phần Lan tăng 33,3%, Trung Quốc tăng 28,8%. Lượng khách từ Trung Quốc đến Việt Nam luôn đứng ở vị trí hàng đầu trong top 10 thị trường gửi khách đến Việt Nam, chiếm 38% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Tổng doanh thu từ khách du lịch trong 10 tháng qua ước tính khoảng 505 tỷ đồng, tăng 20,99%. Với đà tăng trưởng này, nhiều khả năng du lịch Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu đón từ 15 đến 16 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2018. Những vấn đề mới đặt ra trong truyền thông phòng ngừa lạm dụng chất gây nghiện là chủ đề hội thảo vừa được tổ chức chiều 29 tháng 10 tại Hà Nội. Hội thảo góp phần thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban Quốc gia phòng chống S, phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm năm 2018 và đề án truyền thông về phòng chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các tham luận tại hội thảo đã tập trung làm rõ các công tác truyền thông giáo dục phòng chống ma túy tại Việt Nam, phổ biến cách tiếp cận mới dựa trên bằng chứng khoa học để triển khai các chương trình truyền thông hiệu quả trên thế giới. Theo mục tiêu đề án, đến năm 2020, tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục các kiến thức phòng chống ma túy với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp tại 100% xã, phường, thị trấn, trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất. Thế hệ trẻ luôn có tầm quan trọng đối với sự hòa hợp và hội nhập của các dân tộc ASEAN. Thông điệp được đưa ra tại buổi gặp mặt đoàn tham gia trại giao lưu thanh niên ASEAN 2018, gồm 22 thanh niên đến từ các nước thành viên. Tại buổi gặp mặt ở thủ đô Jakarta, các đại biểu nhấn mạnh vai trò của thanh niên có ý nghĩa quan trọng đối với không chỉ hiện tại mà còn cả tương lai của ASEAN. Chúng ta phải tận dụng những cơ hội dân số vàng trong khu vực ASEAN để tiếp tục trao quyền cho thanh thiếu niên thông qua các hoạt động hợp tác, nuôi dưỡng các giá trị và sự khoan dung, chia sẻ, hóa giải các thách thức để phát triển ASEAN trở thành một khu vực đáng tự hào. Trại giao lưu thanh niên ASEAN 2018 là một bước đi chiến lược trong việc đưa tuyên ngôn văn hóa phòng ngừa thành một hành động thực sự. 22 thanh thiếu niên ASEAN đại diện cho sự đa dạng văn hóa và tôn giáo từ các nước trong khu vực đã tham gia chương trình hoạt động 6 ngày ở Jakarta, Yogyakarta và Bali. Các thành viên đã đưa ra thông điệp khắc sâu các giá trị chung của ASEAN như hòa bình, hài hòa, hiểu biết văn hóa và có trách nhiệm xã hội. Thưa quý vị và các bạn, với phương thức tiếp cận tuyên truyền phù hợp, đúng đối tượng, mô hình điểm về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã Ngọc Tem và xã Đắc Ninh, huyện Krông Plông do ban dân tộc tỉnh Kon Tum triển khai đã đem lại kết quả đáng phấn khởi. Là xã đặc biệt khó khăn với trên 97% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, xã Ngọc Tem không chỉ có tỷ lệ hộ nghèo cao mà còn là địa phương có nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống với tỷ lệ khá cao. Áp lực của những gia đình tảo hôn lên xã hội là không nhỏ khi phần lớn trong số này rơi vào diện nghèo. Tín hiệu vui là sau 3 năm được chọn triển khai mô hình điểm, số hộ tảo hôn phát sinh trên địa bàn xã Ngọc Tem từ 25 trường hợp năm 2015 giảm còn 1 trường hợp năm 2018. Từ khi mà ban dân tộc tỉnh đi vào cái
triển khai cái đề án tại xã thì hỗ trợ cho chúng tôi cái biện pháp tuyên truyền phù hợp, thì nên kết quả thì đạt rất là tốt, đó là cái tình trạng tảo hôn thì giảm xuống đáng kể và không còn cái tình trạng hôn nhân cận huyết thống. Ban dân tộc tỉnh Kon Tum đã mạnh dạn lựa chọn hai xã đặc biệt khó khăn của huyện Kon Plong là Đắc Nên và Ngọc Tem để xây dựng mô hình điểm về giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Theo đó, 22 tổ tư vấn tuyên truyền được thành lập tại 22 thôn của hai xã, với thành phần cốt cán là bí thư chi bộ, người có uy tín, thôn trưởng và cán bộ đoàn thể. Trên cơ sở kiến thức và kỹ năng được tập huấn, các thành viên tổ tư vấn đã phát huy tốt vai trò tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở thôn làng. Chúng tôi đã theo dõi nắm bắt tình hình trong thôn, nắm bắt cái cặp nào mà có dấu hiệu vấn đề là tảo hôn hay là hôn nhân cận huyết thống thì chúng tôi đã đến tận nơi gặp trực tiếp và vận động tuyên truyền và giải thích cho các cặp đấy về vấn đề mà luật pháp của nhà nước nghiêm cấm là không được tảo hôn. Cùng với phát huy tốt vai trò của tổ tư vấn, ban dân tộc tỉnh đã phối hợp cùng địa phương tổ chức tuyên truyền trực quan sinh động, giúp người dân ở hai xã Ngọc Tem và Đắc Nên cơ bản hiểu được tảo hôn là vi phạm pháp luật cũng như tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đến sự phát triển của xã hội. Tảo hôn là không nên lấy chồng sớm, nếu lấy chồng sớm thì người mẹ sẽ bị ốm và con sẽ bị khuyết tật và con sẽ bị đau. Mình tránh tảo hôn bằng cách nữ 18 tuổi, nam 20 tuổi thì mới đủ lấy vợ lấy chồng. Điểm mới trong công tác tuyên truyền phòng chống tảo hôn do ban dân tộc tỉnh triển khai ở hai xã Ngọc Tem và Đắc Nên là thông điệp được truyền tải bằng tiếng phổ thông và tiếng đồng bào tại chỗ. Đồng thời, phương pháp tiếp cận đối tượng, tuyên truyền có chọn lọc đã được chú trọng. Chúng tôi mạnh dạn chọn những cái xã mà nó cái điểm nóng về cái tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để chọn xã để làm mô hình điểm. Và về cái phương pháp tuyên truyền, cái tài liệu tuyên truyền thì chúng tôi chú trọng cái tài liệu là trực quan sinh động, trong đó là gồm tài liệu viết, và khi mà đi tuyên truyền chúng tôi tuyên truyền trực tiếp cho dân ở trong. Trong năm 2017, tỉnh Kon Tum có 351 trường hợp tảo hôn, trong đó có 312 trường hợp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả bước đầu ở xã Ngọc Tem và Đắc Nên là mô hình điểm để nhân ra diện rộng trong toàn tỉnh trong công tác phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Ngày 29 tháng 10, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn thảo luận với người đồng cấp Mỹ Donald Trump về kế hoạch của Washington rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung khi hai nhà lãnh đạo này gặp mặt nhau ngày 11 tháng 11 tới. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ vẫn còn nhiều vấn đề liên quan đến sự ổn định chiến lược, nhất là trong bối cảnh Mỹ tuyên bố ý định rút khỏi INF. Quan chức này khẳng định tất cả điều này chắc chắn sẽ nằm trong chương trình nghị sự. Theo kế hoạch, Tổng thống Putin và người đồng cấp Trump sẽ tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh ở Paris ngày 11 tháng 11 tới, bên lề các sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất. Quan hệ Nga-Mỹ tiếp tục có thêm mâu thuẫn khi Tổng thống Donald Trump mới đây đe dọa rút khỏi INF với cáo buộc Nga vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận này. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định tuân thủ nghiêm chỉnh INF trong khi Mỹ luôn vi phạm thỏa thuận. Triều Tiên cần phải đạt được phi hạt nhân hóa cuối cùng, hoàn toàn và có thể kiểm chứng được trước khi tuyên bố chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên. Trong cuộc gặp trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên của Hàn Quốc Lee Do-hun, đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun khẳng định Mỹ và Hàn Quốc đều có mục tiêu chung là tiến tới chấm dứt 70 năm chiến tranh và thù địch trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng cần phải có bước đi nhằm chứng thực việc phi hạt nhân trước. Đại diện Mỹ bày tỏ tin tưởng điều này hoàn toàn có thể đạt được trong tầm tay. Triều Tiên và Mỹ vẫn bất đồng về việc liệu Bình Nhưỡng phải phi hạt nhân trước hay tuyên bố chấm dứt chiến tranh trước. Chính vì vậy, Mỹ và Hàn Quốc đang phối hợp tìm kiếm giải pháp mới nhằm khai thông các bế tắc này. Mỹ và Triều Tiên hiện đang thúc đẩy cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa lãnh đạo hai nước với kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Mức độ ô nhiễm không khí đang giảm dần ở các nước thành viên Liên minh châu Âu, song vẫn là nguyên nhân dẫn đến gần 1 triệu ca tử vong mỗi năm. Thông tin này được đưa ra trong báo cáo thường niên của Cơ quan Môi trường châu Âu công bố ngày 29 tháng 10.
Theo báo cáo, mức độ ô nhiễm không khí đã giảm nhẹ, song vẫn cao hơn nhiều so với những tiêu chuẩn của cả EU và Tổ chức Y tế Thế giới. Báo cáo cho thấy, các ca tử vong chủ yếu do tác hại của các hạt bụi cực nhỏ gây ra các bệnh về hô hấp và tim mạch. Báo cáo trên được đưa ra chỉ vài tuần sau khi một cơ quan giám sát của EU thông báo, đa số các nước thành viên của khối không đạt chỉ tiêu về chất lượng không khí do châu Âu đề ra, đồng thời cảnh báo tổn hại do ô nhiễm không khí đối với sức khỏe con người tại các nước Đông Âu thậm chí còn tồi tệ hơn cả Ấn Độ và Trung Quốc. Động vật hoang dã trên thế giới đã giảm 60% kể từ năm 1970 tới nay. Đây là thông tin được Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF đưa ra trong báo cáo Living Planet công bố ngày hôm nay. Theo báo cáo, sau khi thực hiện cuộc khảo sát với hơn 4.000 giống loài trên toàn cầu trong thời gian qua, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên nhận thấy đã có 60% các loại động vật có xương sống như cá, chim, động vật lưỡng cư, bò sát và động vật có vú đã giảm trong giai đoạn từ năm 1970 tới nay. Báo cáo cũng chỉ ra rằng các hoạt động săn bắn của con người là một trong những tác nhân chính ảnh hưởng tới số lượng của các loài động vật hoang dã. Trong thông báo, Giám đốc điều hành của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, ông Marco Lambertini đã bày tỏ quan ngại rằng nhiều loại động vật hoang dã cũng đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng cao. Ngoài ra, thông báo cũng đề cập đến các vấn đề khác như biến đổi khí hậu hay sự biến mất của những cánh rừng nguyên sinh. Trên thế giới đã diễn ra hàng loạt các vụ mua bán sáp nhập trong nhiều lĩnh vực. Sau đây là một số thương vụ M&A nổi bật. Năm 2014, nhằm chiếm lĩnh thị trường tin nhắn trực tuyến trên cả nền tảng web lẫn điện thoại di động, Facebook đã đi một nước cờ táo bạo là mua lại WhatsApp, một ứng dụng tin nhắn trực tuyến với giá trị thương vụ lên tới 19 tỷ đô la Mỹ, tương đương 432.000 tỷ đồng. Vào thời điểm đó, WhatsApp đang sở hữu khoảng 450 triệu người dùng, vượt xa so với đối thủ tiềm năng như Skype của Microsoft, Twitter hay thậm chí là Google. Tập đoàn viễn thông Verizon có trụ sở tại Mỹ đã tuyên bố mua lại Yahoo vào ngày 13 tháng 6 năm 2017 với mức giá 4 tỷ 480 triệu đô la Mỹ, tương đương 102.000 tỷ đồng, qua đó chấm dứt 22 năm tồn tại của tượng đài một thời về lĩnh vực công cụ tìm kiếm và quản lý thư điện tử này. Yahoo cùng với AOL, ông lớn Internet một thời, được xếp chung vào một mảng kinh doanh riêng của Verizon lấy tên gọi là WAF. Dự kiến WAF sẽ thu hút khoảng 1,3 tỷ người dùng mỗi tháng cho Verizon. Với những người yêu thích điện ảnh Mỹ, việc Disney thâu tóm Fox trở thành một trong những đề tài được quan tâm một cách đặc biệt. Với con số chi khổng lồ 52 tỷ 400 triệu đô la Mỹ, tương đương 1,2 triệu tỷ đồng, Disney đã mua lại toàn bộ xưởng phim The 20th Century Fox, hệ thống truyền hình cáp, kênh truyền hình National Geographic cùng với các tài sản khác liên quan, vốn thuộc quyền sở hữu của tập đoàn gia đình tỷ phú Rupert Murdoch. Toàn bộ giá trị thương vụ được thanh toán dưới dạng cổ phiếu và nhờ đó mà cổ đông cũ của Fox sẽ sở hữu khoảng 25% cổ phần của Disney. Ngày 27 tháng 11 năm 2017, tập đoàn truyền thông Mỹ Meredith tuyên bố mua lại Time Inc., chủ sở hữu các tạp chí danh tiếng như People, Sport Illustrated, Fortune trong thương vụ trị giá 1 tỷ 840 triệu đô la Mỹ. Nếu tính các khoản nợ của Time, thương vụ này có giá trị lên tới 2 tỷ 800 triệu đô la Mỹ. Sau khi sáp nhập, Meredith và Time sẽ sở hữu 135 triệu độc giả với số tiền mua báo lên tới 60 triệu đô la Mỹ. Thương vụ cũng cho phép Meredith tiếp cận nhóm độc giả trẻ sử dụng thành thạo Internet và tạo ra một doanh nghiệp truyền thông số với 170 triệu người truy cập hàng tháng tại Mỹ và hơn 10 tỷ lượt xem video hàng năm. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay, vẫn chưa có cách giải quyết triệt để các loài sâu bệnh xuất hiện trên cây trồng trong nhà kính nên nhiều nông dân đã và đang thua lỗ. Thưa quý vị và các bạn, nếu như những năm trước nông dân Đà Lạt phát triển kinh tế mạnh mẽ nhờ nghề trồng rau hoa, thì hai năm nay tại một số vùng của thành phố thu nhập từ nghề trồng rau hoa bị sụt giảm, thậm chí nhiều nông dân thua lỗ do nhiều loài bệnh trên rau hoa xuất hiện liên tiếp phổ biến trên diện rộng, làm cho nông dân lo lắng. Tuy nhiên, việc khắc phục vấn đề này lại gần như nan giải. Phun thuốc, xử lý đất, thăm vườn liên tục, đó là việc mà nông dân phải làm với tần suất cao hơn bình thường trong thời điểm này. Bởi khi một khu đất được đưa vào sản xuất, một luống hoa được trồng, nông dân coi như đặt cược vốn liếng của mình vào mùa vụ, vì không ai có thể biết vụ hoa sắp tới có bị thiệt hại do dịch bệnh hay không. Trước trồng ví dụ như thu 10 thùng thu được cả 10,
Còn bây giờ thì nhiều khi ăn được 2 thùng, nhiều khi không được luôn. Quá khó luôn chứ. Nhiều khi trồng xuống không thu được cây nào. Nhưng thay vì ví dụ như nó bị từ nhỏ đi, người ta phá đi hay như thế nào nó đỡ tốn công chăm bón. Các thứ mà bây giờ thì nhiều khi gần thu rồi, nó mới bị. 2 năm qua, những cây hoa cúc bị đen rễ, héo ngang thân, được nông dân gọi là bệnh sọc thân, đã hoàn thành trên nhiều vườn hoa cúc ở tại phường 8, phường 12 và các phường chủ lực trồng hoa cúc của thành phố Đà Lạt. Ban đầu bệnh xuất hiện ít, nhưng càng về sau, tỷ lệ thiệt hại càng lớn hơn, đặc biệt là trên các loại hoa cúc đơn bông như cúc kim cương, cúc chén và một số loại khác. Việc nông dân phải nhổ bỏ hoàn toàn vườn hoa đã đến kỳ thu hoạch không còn là chuyện bất ngờ. Bây giờ bỏ thôi, không nhập trồng nữa. Trồng là lỗ. Tại vì nó dịch nhiều quá. Bây giờ ta trồng là đỏ mới. Cái đỏ mới này như là nó được là 90%. Bây giờ đa số người ta lại tập trung về cái đó. Mà cái đó thì thường là bây giờ đường mua mất giá. Nó lại nhiều quá nó lại mất giá. Theo ngành chức năng và nhận định của nông dân thì một số loại cúc bị bệnh nặng là do một loại virus tấn công và hiện chưa có giải pháp phòng chống hữu hiệu. Không chỉ có hoa cúc mà ở nhiều vùng, các loại hoa như xà lách lô lô, cải thảo, hoa cát tường cũng bị nhiều loại bệnh như chết rũ, thối thân tấn công với mật độ ngày càng nhiều. Và đây là một năm được xem là làm ăn khó khăn nhất trong 5 năm trở lại đây đối với nông dân. Thì để mà có cái giải pháp quản lý tốt thì thực hiện bao gồm 2 cái biện pháp chính là cái giải pháp quản lý nhà nước và giải pháp kỹ thuật. Đối với giải pháp quản lý nhà nước thì vừa qua chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật cũng đã tổ chức kiểm tra và sắp tới cũng sẽ đi kiểm tra các cái quần vườn ươm về cái thực hiện pháp luật về sản xuất kinh doanh giống như là công bố tiêu chuẩn cơ sở, ghi nhãn hàng hóa. Vấn đề thứ hai là sẽ lấy mẫu giống ở các vườn ươm để mà test cái virus, trên cơ sở đó để mà đánh giá các cái vườn nào tổ chức sản xuất tốt để khuyến cáo cho bà con. Thứ ba về công tác quản lý là hướng dẫn các cái vườn ươm xây dựng các cái vườn ươm đạt tiêu chuẩn để quản lý sạch virus. Chưa hết buồn rầu, nông dân lại gặp phải nghịch lý là các loài cúc có tỷ lệ bệnh cao lại được thị trường ưa chuộng và có giá dao động từ 2.800 đến trên 3.000 đồng một cành. Ngược lại, những loài cúc năng suất hiện nay lại chỉ có giá khoảng 2.000 đồng trên một bó 5 cành. Nông dân lại tiếp tục lỗ vốn. Hiện nay, việc canh tác rau hoa tại thành phố Đà Lạt chủ yếu là trong nhà kính. Chưa có nghiên cứu cụ thể nào chỉ ra những tác động tiêu cực trong việc canh tác trong nhà kính. Nhưng rất nhiều nông dân thừa nhận, vào giai đoạn đầu thực hiện canh tác trong nhà kính, nông dân làm ăn khấm khá, rau hoa năng suất và ít sâu bệnh. Nhưng càng về sau thì sâu bệnh xuất hiện trên cây trồng càng nhiều hơn và rất khó kiểm soát chỉ nhờ vào may rủi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.